Nga và Trung Quốc đang phát triển hợp tác nhiều mặt, trong đó có hợp tác về quân sự, nhưng không phải là một liên minh quân sự. Đây là tuyên bố được chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tối ngày 25 tháng 3 khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Nga bác bỏ lập luận rằng việc hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh gây ra mối đe dọa cho phương Tây. Điều đó chẳng thực tế chút nào. Chúng ta không tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc. Đúng là hai bên có hợp tác về kỹ thuật quân sự, nhưng chúng ta không giấu giếm điều đó. Mọi thứ đều minh bạch, không có gì là bí mật. Cũng theo ông Putin, Nga tiến hành các cuộc tập trận với nhiều nước, chứ không chỉ riêng với Trung Quốc. Ông cũng khẳng định các hoạt động hợp tác của Nga cũng như tất cả các quốc gia khác. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng bền chặt. Đầu tuần này, Tổng thống Putin vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức tới thủ đô Moscow.